bây giờ cả nhà mình giờ đi tới cái điểm Hồ Dung Cổ Tượng hả? Hồ Dung Cổ Tự. Hồ Dung Cổ Tự. Bây giờ mình đi tới, cả nhà mình đi tới đây nha. 10 giờ qua Hà Tiên. Áo cưới trước cổng chùa là ở đây nha các bạn. Bấm cái bên hông này cái bấm bên đây phải không? Rồi. Không, bấm này nè. Bấm đây nè phải không? Đây nè. Đèn ở chỗ này nè. Rồi.
nói giùm em luôn. Rồi, ở đây là chỗ chùa Áo Cưới Trước Công Chùa, chùa Phù Du. Tám. Là lấy lòng đèn kìa cầu nguyện. Tám.
rồi sao nữa, đi coi vậy em? Mày của ai hả? Của em, đem vậy tên họ rồi. Hiểu hả? À, cái này, cái quên hả? Mày biết đó. Rồi. Nguyễn Thành Hùng hả? Đình Hùng. Đình Hùng hả? Không chín. Đi hết gia đình hả? Đi già người. Già người à? 49 tuổi. Rồi. Nguyễn Gia Hậu. 1177 nay bao nhiêu tuổi? Dạ, nó sinh 1177. Con có biết đâu. Nó 77 à, sinh 1977 rồi. Ừ. Đúng. Rồi. Nó nhiêu tuổi? Không có. Nguyễn Gia Hậu hả? Dạ. Quay chơi với thôi. Đi quay với hả? Rồi rồi, chúc gia đình hạnh phúc nha. Ừ. Đi đi chung đoàn cho đi hả, du lịch trời quay gì. Hậu bao nhiêu? 47. 47.